Vâng, xin chào anh chị, chào mừng anh chị và các bạn đến với bài học tiếp theo trong CD video Kinh nghiệm Sale by Phan Anh. Và bài học này tôi sẽ nói về các cái kỹ năng cần thiết cho marketing online. Đây là một cái kỹ năng mà để giúp cho các bạn có thể trở thành một kinh nghiệm sale. Bởi vì hiện nay việc mua hàng, bán hàng và quảng cáo tìm kiếm khách hàng ở trên mạng rất là phổ biến. Tất nhiên bài học này là bài học hướng dẫn mang tính chất là thể hiện các kỹ năng cần thiết chứ chưa đi vào chi tiết từng các kỹ năng là gì. Thì từng các kỹ năng là gì tôi sẽ có những video riêng dành cho các bạn và các anh chị để theo dõi. Thứ nhất là tôi muốn nói rằng là cái kỹ năng các anh chị cần đó là phải khai thác cái máy tính của chúng ta và internet, đúng không ạ? Ví dụ như chúng ta phải biết vào mạng, chúng ta phải biết tìm kiếm trên Google, biết tìm kiếm trên Facebook, biết tìm kiếm trên diễn đàn. Chúng ta phải có các kỹ năng máy tính căn bản như là soạn thảo văn bản, soạn thảo hợp đồng, làm Excel, làm PowerPoint. Đấy là những cái thứ cần thiết, đơn giản nhất để dành cho một cái kỹ năng công việc, để giúp chúng ta hoàn thành công việc một cách tốt nhất và giúp chúng ta chuẩn bị những cái tài liệu, tư liệu để thuyết phục khách hàng, đúng không ạ? Không những là phải hay, phải đẹp và ngôn từ phải bóng bẩy, rồi thì giao diện, cách thức chúng ta làm cũng phải rất là chuyên nghiệp, đúng không ạ? Thế tôi sẽ xin phép nói đơn cử về một cái gọi là soạn thảo văn bản hay là soạn thảo hợp đồng. Thế thì chúng ta hiện nay chúng ta có Google, chúng ta có thể lên Google chúng ta tìm kiếm một cái mẫu hợp đồng, ví dụ như mẫu hợp đồng bán hàng hay ký hợp đồng mua xe hay ký hợp đồng bán nhà, ví dụ như vậy. Chúng ta dễ dàng tải được một cái bản hợp đồng như vậy và sau đó thì chúng ta hãy tham vấn luật sư hoặc là chúng ta sẽ tham vấn những người có hiểu biết về pháp luật để chỉnh sửa cái mẫu hợp đồng đó cho chúng ta, và chúng ta chỉnh sửa làm sao cho nó hợp lý nhất. Bởi vì các mẫu ở trên mạng thì rất là sẵn nhưng đôi khi nó không phù hợp với nhu cầu của chúng ta. Chúng ta chỉnh sửa và sau đó thì chúng ta soạn thảo ra một hợp đồng để chúng ta làm và gửi cho khách hàng của chúng ta. Đấy là một cái ý để tôi nói, được chưa ạ? Ngoài ra thì chúng ta sẽ sử dụng rất nhiều các kỹ năng về online marketing như là Facebook marketing, đúng không ạ? Như là Google, như là Shell, như là email marketing, đúng không ạ? Như là chúng ta có thể sử dụng Zalo, chúng ta cũng có thể sử dụng Instagram, chúng ta có thể sử dụng các bài PR, báo chí, live stream, chúng ta có thể tạo ra các cái TVC, phát triển kênh YouTube, quảng cáo trên YouTube, vân vân. Chúng ta có rất nhiều các công cụ như vậy để giúp cho chúng ta có thể là tiếp cận khách hàng tại thị trường Việt Nam cũng như là thị trường toàn cầu. Các anh chị và các bạn có thể hiểu nôm na như thế này này, những công cụ như vậy bây giờ rất là sẵn có và trên thị trường cũng rất là nhiều các chương trình đào tạo. Thế thì kỹ năng mà khi nhập sale ấy, nó sẽ bao gồm hai cái nhóm kỹ năng như tôi nói, là kỹ năng các cái cách thức sale offline và cách thức sale online. Chúng ta cần phải mix hai cái kỹ năng này lại, sale offline và sale online. Ví dụ như sale offline tôi sẽ nói qua một chút, đúng không ạ? Ví dụ như là các bạn bán hàng tại hội thảo, chúng ta tìm kiếm khách hàng trực tiếp, chúng ta tham gia các cái hội chợ, hội nghị, kiểu như thế. Thì đấy là cái ý tôi muốn nói là sử dụng sale offline. Thế còn sale online thì chắc chắn rằng nó rất là quan trọng, bởi vì ngày nay chúng ta sẽ bị phụ thuộc vào điện thoại di động, máy tính và internet rất nhiều, đúng không ạ? Chúng ta đọc mail, chúng ta đọc Facebook, chúng ta đọc báo điện tử, chúng ta chat Zalo, chúng ta xem YouTube, chúng ta phát triển các application, rất nhiều các ứng dụng. Thì đó chính là cái ý kiến mà tôi muốn nói là đối với một người có tư duy về kinh nghiệm sale hoặc là trở thành một kinh nghiệm sale thì cũng phải biết những công cụ này. Tất nhiên ở đây là tôi đang dạy là dạy nói chung mang tính chất lý thuyết, là chúng ta cần phải có chứ không phải là chúng ta bắt buộc phải có cái online này thì chúng ta mới trở thành kinh nghiệm sale được. Bởi vì có rất nhiều người ta sẽ trở thành kinh nghiệm sale với một cái lĩnh vực của người ta thôi, làm một cái mảng mà người ta giỏi nhất thôi cũng được, không vấn đề gì cả. Tuy nhiên ngày nay thì người ta sẽ cần đòi nhiều cái công cụ tốt hơn và sử dụng nhiều các tính năng hơn. Những người sale theo cách cũ thì có thể vẫn sẽ còn tồn tại, nhưng mà thực tế là cũng có rất nhiều người đã bị lao đao, đúng không ạ? Đã bị doanh số đã bị suy giảm. Thí dụ như tôi có một anh khách hàng lớn tuổi rồi, anh ấy khoảng 50 tuổi. Anh ấy đến lớp học online marketing của tôi, anh ấy nói là trước đây thì anh điều hành một cái đội ngũ xe cho thuê. Đấy, cho thuê xe tự lái đấy, công việc kinh doanh rất là tốt, nhưng mà không hiểu tại sao mà cứ 1 năm, 2 năm, 3 năm trở lại đây cứ khách hàng cứ đi xuống, và anh cũng không biết nguyên nhân là vì sao, dịch vụ nhà anh vẫn rất là tốt. Và
Thế anh rất là tò mò và người ta giới thiệu đến em tư vấn cho anh. Thế thì tôi phân tích như thế này, thì không biết là anh thấy có đúng không, nhưng mà em nghĩ thế này ạ. Thứ nhất là bây giờ anh thấy đấy, cái lượng xe cá nhân, tức là chúng ta có sở hữu xe hơi, nó cũng tăng lên rất nhiều, cho nên cái nhu cầu thuê xe tự lái nó bị giảm xuống, có đúng không ạ? Thứ hai là các cái dòng Grab, Uber nó phát triển, cái gọi là những cái việc chia sẻ các cốp xe nó vô cùng là thuận tiện và nó vô cùng là rẻ, cho nên người ta sẽ book Grab, Uber chứ người ta không đặt xe riêng nữa, bởi vì chi phí như thế sẽ rất là tốn. Thứ ba là các cái xe du lịch cỡ vừa và nhỏ, như là dòng 14 chỗ hay dòng Dika hay dòng 6 chỗ vân vân, những cái dòng xe đấy họ cũng rất là phát triển trên thị trường, số lượng đầu xe tăng lên, các dịch vụ cũng rất là chọn gói và chuyên nghiệp. Và thứ tư nữa, đấy là anh thì nhiều năm nay anh đã không làm bất cứ thứ gì cho online marketing, cho cái công việc business của anh. Anh không có website, anh không chạy Facebook, anh không có tài khoản quảng cáo AdWords, anh không biết làm sale, anh không mở kênh YouTube, anh không có Zalo, anh chỉ đơn thuần là cuộc gọi, những khách cũ giới thiệu cho khách cũ, và như thế nó bị mai một, nó bị rơi rụng nhiều. Đó, cạnh tranh cao cộng với phương thức bán hàng không phù hợp. Đấy, tôi không nói là tất cả mọi thứ chúng ta đều phải online để chúng ta mới thành công được, nhưng mà tôi nói rằng là hiện nay online marketing, bán hàng trực tuyến là những cái xu hướng rất quan trọng, và nó làm ảnh hưởng trực tiếp đến hành vi, suy nghĩ và cách thức mua hàng của khách hàng. Vì vậy tôi khuyến cáo và khuyên các anh chị là nên có những kỹ năng giỏi trong lĩnh vực online marketing và bán hàng trực tuyến. Tôi sẽ hướng dẫn các anh chị kỹ hơn một chút từng cái video một cho từng cái phần đó. Còn kỹ hơn nữa thì các anh chị vẫn sẽ cần phải học cái chương trình riêng của nó, ví dụ như Facebook marketing riêng, Google marketing riêng, hay là sale, hay là email riêng, được chưa? Vâng, xin cảm ơn các anh chị rất nhiều, xin hẹn gặp lại các anh chị trong bài học tiếp theo. Xin chào.